Xin chào anh em Để tiếp tục về chủ đề khai cuộc phi tượng dành cho bên đi tiên Hôm nay mình xin giới thiệu tới anh em Một trận đấu hay của chiến thần Vương Thiên Nhất Với cách đánh chiếm nước tiên rất tốt Từ giai đoạn đầu khai cuộc đến kết thúc ván cờ Trận đấu này là giữa Vương Thiên Nhất và Trình Minh Diễn ra tại phòng bán kết giải hàn tín bôi năm 2018 Để không mất thời gian Mời anh em nhanh chóng bước vào trận đấu Trận này thì Vương Thiên Nhất được cầm đỏ đi tiên anh triển khai đến trận quen thuộc đó là phi tượng còn chính minh thì tiến hành khởi động lộ mã đây là một biến không được mạnh bởi vì bên vương thứ nhất sẽ có thủ đoạn tấn binh để mã lúc này thì chính minh thường có hai biến biến thứ nhất là có thể đấm binh ba và biến số 2 được áp dụng trong thực chiến đó là pháo tám mình chín mục tiêu là mở thế trận tam bồ hổ vương nhanh chóng triển khai lộ mã trình xuất động lộ xe Vương cũng xuất xe Lúc này thì trình tiến hành tuần hà xe Một số các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao trong trường hợp này không liên đi xe của Hà Bởi vì các bạn có thể thấy rằng thế trận của bên tiên đã rất vững chãi Nếu bên hậu manh động mà đi xe của Hà không giải quyết được vì gì và chỉ mất nước mà thôi Lúc này thì Vương thứ nhất áp dụng chiến thuật pháo 8 tấn 2 Mục tiêu là tương lai sẽ nhảy 33 tấn 2 đuổi xe Đây vẫn là nước cờ chuẩn theo khai cuộc và lúc này nước cờ mạnh nhất của bên trình đó là bình xe 10 đầu pháo. Hai bên tiến hành đấu cây. Sau khi đấu cây thì Vương tiến hành khởi động lô mã. Và trình lúc này tiến hành xuất động lô xe cũng là hoàn toàn phù hợp mà thôi. Bởi vì lúc này bên Chí Minh đã chiếm được một lộ đưa thêm quân xe thứ hai vào trận thì sẽ mục tiêu chiếm thêm lộ 4 hoặc lộ 6. Còn về phần mình thì Vương Thiên Nhất nhảy mã lên cửa hà Mục tiêu là tương lai sẽ tấn công vào tốt 7 của bên hậu. Lúc này thì bên hậu tiến hành điều xe sang lộ 6 và Vương đi Nhất tiến hành xuất động nốt quân xe thứ hai để tham gia vào trận chiến. Tới đây thì Trình Minh tiến hành lên tượng và Nhất nhanh chóng ăn tốt. Vương Liên Nhất đang phục thủ đoạn là mã 3 tấn 5 để ăn tượng. Trình Minh liền chạy xe. Tới đây thì Nhất tiến hành bình pháo. Các bạn có thể thấy là sau một số nước hai cuộc thì bên Vương Thứ Nhất đã đưa các cây vào vị trí đẹp Còn bên Chí Minh thì quân mã ở dưới vẫn chưa được triển khai Lúc này thì Chí Minh tiến hành bình xe để pháo Buộc nhất lại phải bình pháo Tới đây anh mới chạy pháo để tương lai có thể triển khai lộ mã Còn Vương Thứ Nhất thì nhanh chóng bình xe đuổi pháo Buộc bên hậu phải lên sĩ si. các bạn có thể thấy là quân tốt lộ 3 của bên hậu đang là điểm yếu do đó nhất tiến hành khai thác vào nó và bên hậu tiến hành lên mã tới đây nhất tiến hành lên sĩ bên hậu tấn tốt để khai thông lỗ mã nhìn hình cờ thì có vẻ là bên hậu của chính minh có thể cân bằng với hình trận của bên tiên tuy nhiên trong hình trận bên hậu vẫn có một điểm yếu các bạn để ý đó là quân tượng lộ 5 và quân mã lộ 7. và để khai thác vào điểm yếu này thì vương thứ nhất tiến hành c 2 tấn 8 đang phục một thủ đoạn là C2 bình 4 để cản mắt tượng và tấn công trực diện vào trung lộ. Lúc này thì bên hậu của Chí Minh có hai biến. Biến thứ nhất là C7 bình 6. Biến này nó mạnh hơn. Còn trong trận thực chiến thì anh đi nước cờ C2 bình 6. Lúc này thì Chí Minh tiếp tục tấn tốt. Mục tiêu là tương lai có thể đưa mã 7 lên để phối hợp tấn công. Đây cũng là một chiến pháp hoàn toàn hợp lý mà thôi để chống đỡ bên Trình Minh lúc này thì trong thực chiến anh ta đi nước cờ binh 3 tấn 1. Binh 3 tấn 1 những tưởng nước cờ này là mạnh nhưng nó lại lộ ra một điểm nơi quân mã. Các bạn quan sát có thể thấy là lúc này bên Vương Minh Nhất sẽ điều xe bắn mã buộc phải thoái tượng. Sau đó anh mới tiến hành đấu tốt. Vậy thì sau khi đấu tốt thì các bạn để ý là quân xe đã rời khỏi vị trí đẹp và quân mã lúc này mã lộ bảy chính là điểm yếu để vương thiên nhất khai thác buộc chính minh phải lên tượng rất nhanh vương thứ nhất nổ thẳng mã vào tượng tới đây thì bên vương thứ nhất đã chính thức ăn hơn được một cây tượng các bạn có thể thấy với đẳng cấp của kỳ vương như vương thứ nhất mà trong giai đoạn mới đầu trung cuộc mà anh đã, đã hơn được một tượng thì có thể nói trận cờ này là vô cùng khó khăn với chính minh thì một số các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là giai đoạn này có thể là vì Trình uh, Minh tự tiện tay mà đi nước cờ binh 3 tấn 1 khiến bị bị lép. Vậy thì nếu trong trường hợp quay lại giai đoạn trước, nếu bên Trình Minh không đi nước cờ binh 3 tấn 1 mà giả sử vẫn giữ nguyên hình trận đi nước cờ là C7 bình 9 để chiếm tốt thì sao? Thì lúc này bên vương thứ nhất tấn công ra sao đây? Vương thứ nhất sẽ có một đoàn rất mạo hiểm và mạnh, đó chính là nhảy mã 7 tấn 6 đuổi xe. Nếu lúc này bên hậu tiến hành ăn pháo lên Thì bên tiên ăn xe về Cái nước cờ ăn xe về này nó rất thâm Nó đang phục một cái thủ đoạn là Mã 3 thay 4 để đuổi xe của bên hậu Tới đây bên hậu có hai biến Biến thứ nhất là sự bên hậu tiến hành thoái xe đuổi mã Thì bên tiên sẽ thoái mã đuổi xe Buộc phải đi c 9 Tới đây bên tiên tiếp tục lăng mã đuổi xe Các bạn có thể thấy Những nước cờ của bên tiền uh, tiên đánh rất mạnh buộc bên hậu phải chạy xe và bên tiền xem bình xe mới đấu nếu đấu xe thì sẽ bị man về và quân xe kia rất khó có thể chạy được còn trong trường mà chạy xe thì bị mất nước tiền chúng ta xét thêm một biến khác ở hình cờ này nếu bên hậu không thoái xe mà lao mã lên để phản công thì sao thì lúc này bên tiền sẽ tấn xe xuống đường đáy tới đây thì các bạn sẽ tư duy đến việc là mình phải tiêu diệt quân mã à, lộ 3 của bên tiên bằng nước cờ thoái xe. Tuy nhiên, bên tiên sẽ lăng mã vào lộ 1 để tương lai phục nước cờ chiếu tướng. Lúc này thì bên hậu sẽ có tư duy là phải thoái xe về để phòng thủ. Và bên tiên mới tấn công bằng nước cờ bình pháo để nhòm lộ mã, các bạn có thể thấy không? Quân mã là điểm yếu, buộc nó phải chạy lên. Tất nhiên, lúc này bên tiên sẽ nhảy mã chiếu tướng. Và bên hậu thoái xe thì những tưởng là nước cờ thoái xe có thể là cân bằng để hình trận tuy nhiên bên tiên sẽ có thủ đoạn thoái xe về nước cờ thoái xe này rất độc nhé bởi vì nó đang phục một cái chiến lược là tương lai sẽ tấn binh ba qua để cản mã và bình xe và bắt chiếc quân xe phòng thủ của bên hậu thì để chống đỡ thì tới đây bên hậu có thể phải nhảy mã mục tiêu là để ngăn quân pháo phòng thủ quân mã và bắt quân mã kia tuy nhiên bên tiên người ta sẵn sàng có nước cờ phế mã ngay bằng nước cờ xe bình năm Lúc này thì bên họ phải ăn mã rồi Và bên Tiên sẽ C5 bình bảy Các bạn có thể thấy không Tương lai là quân xe phải mất rồi Bởi vì nếu mà không về sĩ Thì bên Tiên người ta sẽ có nước cờ hai xe tấn C7 xe tấn 3 và tấn công trực diện vào cái lộ đó thì chắc chắn là thua Bởi vậy, vậy mới thấy ở cái giai đoạn này khi mà bên chính minh không đi nước cờ binh 3 tấn 1 mà đi nước cờ C7 bình 9 thì cũng lép mà thôi quay trở lại với thực chiến của ván đấu bằng sự điều binh hết sức là khẩn trương mau lệ và đầy nhịp nhàng vương điên nhất đã dần dần chiếm lĩnh thế trận và đã bắt hơn được một tượng của đối phương trình minh biết rõ đẳng cấp của vương điên nhất là rất cao lại bị quẻ tịnh nếu cứ phòng thủ một cách bi động thì chắc chắn là sẽ thua người ta vẫn có câu là con run xéo mai cũng quằn trình minh quyết định rằng lúc này phải lao lên để tấn công không phòng thủ bị động nữa còn vương đi nhất cũng nhận rõ âm mưu của đối phương, do đó trước tiên anh bình xe ra lộ 2. Còn Trình Minh về tịnh để đuổi xe, mục tiêu là có thể cơ động lộ pháo phục vụ chiến lược tấn công, nhất chạy xe. Trình Minh mới chạy xe 7 bình 6. Đây là hoàn toàn hợp lý bởi vì quân xe đang ở vị trí rất xấu. Trong tình thế này thì bên vương đi nhất tiến hành nhảy mã lên tấn công thể hiện rõ uy lực của anh. Bởi vì nếu anh không nhảy mã mà đi nước khác thì rất có thể tương lai bên Trình Minh sẽ tấn xe để mã. Nước cờ này thì Trình Minh tiến hành ăn tốt ngay. Và Vương Đi Nhất tấn hành tấn pháo. Mục tiêu là tương lai sẽ thoái xe và phối hợp với pháo tấn công vào đường biên. Trong tình thế này thì Trình Minh cũng thể hiện âm mưu của mình bằng nước cờ lao mã sang đang phục một chiến lược là mã 6 tấn 4 để chiêu tướng. Có thể nói đây là hình cờ hết sức phức tạp và xô sát trong tình thế này bên nào chỉ cần đi sai một nước hoàn toàn có thể thua cả trận đấu vương Đi nhất suy nghĩ rất lâu và quyết định một nước cờ thoái c thông thường thì vương Đi nhất hoàn toàn có thể c hai thoái hai tuy nhiên anh lại thoái c hẳn về đường đáy có lẽ rằng anh muốn một nước cờ vừa phòng thủ và vừa tấn công mang mục tiêu là phòng thủ từ xa lúc này thì trình minh tiến hành bình xe giao lộ bảy đây cũng là một nước cờ hết sức thâm hiểm. Nó đang phục thủ đoạn là xe 7 tấn 3 ăn tượng, sau đó tấn xe ăn tượng và bắt vào sĩ để bắt lại xe. Trong tình thế này thì buộc Chí Minh phải tiến hành chạy mã và không có nước nào hay hơn bằng nước cờ mã 6 tấn 8. Vừa đuổi xe đồng thời là là thoát khỏi âm mưu truy kích của cái địch. Lúc này thì Chí Minh nhận thấy rằng mình nên tập trung toàn lực để tấn công đối thủ. Do đó anh quyết định một nước cờ hết sức mạo hiểm. Đó là nước cờ tấn pháo Chia đôi đôi tịnh Đang phục thủ đoạn là có thể mã tấn vào tịnh Cũng có thể là xe tấn tịnh Tấn công Có thể nói khi xem trực tiếp Hình cờ đến đây hết sức là hay Bởi vì nếu vương đi nhất đỡ sai một chút Thì khả năng vương thứ nhất sẽ là người bị thua Trong tình thế vô cùng khó khăn này Mới thể hiện đẳng cấp của mình Vương đi nhất không vội vàng phòng thủ Mà tiến hành quyết định thủ đoạn Tấn công ngay bằng nước cờ pháo 4 mình 3 hoài cục lúc này thì chính minh tiến hành lên sĩ bởi vì nếu trường hợp chính minh lên tượng thì sẽ bị xe ăn thẳng vào tượng vẫn bị những cái đoàn tấn công hết sức mạnh của bên vương Đinh nhất tới đây nhất tiến hành tấn xe chiếu tướng tấn pháo chiếu tướng lên sĩ lúc này anh tiếp tục tăng cường khả năng tấn công bằng nước cờ tấn xe đang phục một thủ đoạn hết sức mạnh đó là pháo ăn qua tịnh chiếu tướng bắt xe trong tình thế này thì chỉ minh nhận thấy rằng không thể phòng thủ được với quân pháo và quân xe của đối thủ do đó anh quyết định một đoàn hết sức mạo hiểm đó là ăn xe và tịnh chiếu tướng buộc đối phương phải về sĩ tới đây nếu anh ăn tịnh thì không được do đó anh quyết định chạy xe vừa là chạy xe đồng thời lại bắt chiến mã của đối thủ nhưng vương thứ nhất không cần quan tâm đến quân mã mà tiến hành ăn tượng ngay buộc Chính Minh phải về sĩ Lúc này anh tiến hành bình pháo ra biên Đây là một nước cờ hết sức cao Bởi vì nước cờ này sẽ tạo điều kiện Cho quân xe 8 phát huy tối đa công lực Bằng nước cờ xe pháo liên minh Trong tình thế này thì Chính Minh tiến hành Ăn mã Nhưng nhất không bao giờ ăn mã Mà anh tiến hành tấn xe trước tướng Buộc tướng về tượng Tiếp tục là một đoàn thoái xe Buộc tướng về thượng Vậy là tướng đã lên tầng 3 rồi cơ hội để đánh cục của Vương Thiên Nhất đã tới Anh không thể bỏ qua được Các bạn quan sát là lúc này thì Vương Thiên Nhất đánh nước cờ mạnh nhất là nước cờ bình xe chiếu tướng Tới đây thì bên hậu có hai phương án để đỡ Phương án thứ nhất là thoái sĩ Thì bên tiên sẽ thoái xe sát cục ngay Phương án số 2 được áp dụng trong thực chiến Đó chính là xuất tướng Còn Vương Thiên Nhất thì đánh rất ác Tiến hành thoái xe chiếu tướng Buộc chính mình phải thoái tướng lúc này tiếp tục thoái xe để hỏi nước cục buộc bên chính minh lại phải lên xi si và nhất tiến hành thoái pháo sau khi nhất thoái pháo thì bên chính minh cũng chỉ có hai đường đỡ đường đỡ thứ nhất là thoái tướng thì sẽ bị sát cùng ngay do đó trong thực chiến thì chính minh về xe và nhất cũng sát cục các bạn có thể thấy là trong tình thế đôi công phức tạp thì vương tiên nhất luôn thể hiện đẳng cấp với khả năng công sát vô cùng giận người đó cũng là cái điểm mà người ta sợ nhất ở vương thiên nhất đây có thể nói là một trận cờ rất hay một trận cờ mà vương thiên nhất đã thể hiện khả năng đánh trung tản cực tốt tấn công từ đầu đến cuối đều chiếm được nước tiên ván cờ này thì chắc chắn là các bạn sẽ hỏi là vậy thì nguyên nhân tại sao là trình minh thua thế thì như mình đã phân tích ở giai đoạn đầu khai cuộc trong trận này thì trình minh sử dụng cái phương án khởi động mã 8-7 bảy không được hay Mặt khác là các bạn chú ý ở giai đoạn này Thì trong thực chiến là chính Minh đi nước cờ C2 bình 6 Thì là một nước cờ nó không được mạnh Mà thay vào đó anh nên đi nước cờ C7 bình 6 Chạy con xe ra vị trí đẹp hơn Thì nếu trong trường này mà bên vương đi nhất tiến hành tấn tốt lộ 7 lên Để tương lai vẫn phục chiến lược là lao mã lên Thì bên chính Minh sẽ đỡ lại bằng nước cờ thoái xe Lúc này nếu nhất lao mã lên thì chính mình sẽ mình sẽ ra đấu buộc phải đấu cây rồi sau khi đấu cây thì quân mã này thì lại phải thoái về thì các bạn có thể thấy là mặc dù là bên tiên vẫn chiếm ưu hơn một chút nhưng sẽ không bị lép như trong cái trận thực chiến do đó mới thấy là dù chỉ đi sai một nước cờ thôi cũng đã bị lép khi mà gặp phương đi nhất các bạn thấy hay thì like đăng ký kênh ủng hộ mình nha xin chào toàn thể các bạn và hẹn gặp lại ở các video sau